cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, một lãnh đạo huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiên Giang xác nhận tối ngày 25 tháng 3, ông Nguyễn Bá Dương, phó bí thư đảng ủy xã Mỹ Tịnh An đã điều khiển xe máy trong người có nồng độ cồn rồi xảy ra va chạm với một xe máy khác khiến người điều khiển xe máy kia bị thương, phải đi bệnh viện. Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 3, em Châu Thị Ngọc M, 22 tuổi, ngụ ấp Mỹ An B, điều khiển xe máy mang biển số 63 b 480437 lưu thông trên đường giao thông ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An, thì bị xe gắn máy đi ngược chiều do ông Nguyễn Bá Dương, phó bí thư thường trực đảng ủy xã, tông trực diện làm em M bị té ngã, phải đến bệnh viện khám điều trị với thương tích là chấn thương phần mềm cổ tay, cổ chân, chảy sức tay chân, ông Dương bị té ngã vào lề đường cách hiện trường khoảng 50 mét. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn này cho biết, ông Nguyễn Bá Dương sau khi gây tai nạn có biểu hiện say xỉn và có ý định rời khỏi hiện trường nhưng bị người dân buộc ở lại để giải quyết vụ việc. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, công an xã Mỹ Tịnh An và công an huyện trợ gạo đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Sau khi gây ra tai nạn, cơ quan y tế xét nghiệm ông Nguyễn Bá Dương kết quả nồng độ cồn là 301mg trên 100ml máu, vượt ngưỡng trên 7,5 lần so với quy định. Với vi phạm này, công an sẽ xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông là 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Ông Nguyễn Văn Năm, bí thư đảng ủy xã Mỹ Tịnh An cho biết, lãnh đạo xã có nghe nói qua vụ này và đang chờ anh em báo cáo cụ thể như thế nào. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hồng Hữu, bí thư huyện ủy chợ gạo, lãnh đạo huyện ủy đã nắm được thông tin và cho xác minh vụ việc cụ thể. Quan điểm của huyện ủy là xử lý nghiêm cán bộ theo mức độ vi phạm. Liên tục các vụ nạn nhân bị mất hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, mới đây nhất là vụ nữ chủ tịch huyện nhân trạch tỉnh Đồng Nai bị lừa đảo 100 tỷ đồng. Dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền, xác định chủ sở hữu hợp pháp của số tiền để làm rõ tư cách tham gia tố tụng, đồng thời xác định trách nhiệm trong công tác quản lý số tiền của ngân hàng. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đây là số tiền hợp pháp của khách hàng gửi tại ngân hàng. Ngân hàng có trách nhiệm bảo quản, bảo vệ và có trách nhiệm bồi thường nếu số tiền này bị đánh cắp. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt số tiền được thực hiện như thế nào, khách hàng gửi tiền có lỗi trong việc bảo quản số tiền hay không. Nếu trường hợp khách hàng để lộ thông tin tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP của mình hoặc có các hành vi khác vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khiến cho các đối tượng lừa đảo chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền từ tài khoản thì ngân hàng chỉ có lỗi một phần, lỗi chính thuộc về khách hàng. Còn trường hợp khách hàng không để lộ thông tin, không cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng của mình cho các tổ chức cá nhân khác dẫn đến bị lừa đảo. Phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trong vụ việc này là các đối tượng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính, mạng nội bộ của ngân hàng hoặc có các thủ đoạn khác xâm nhập vào hệ thống của ngân hàng để chiếm đoạt số tiền đó của khách hàng, thì mọi rủi ro trong trường hợp này thuộc về ngân hàng, ngân hàng phải bồi thường cho khách hàng. Theo ông Cường, hành vi chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng có thể cấu thành tội phạm nhiều tội danh khác nhau như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Với số tiền chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn như vậy mà các đối tượng bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù trung thân. Còn trường hợp xử lý về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, hình phạt cao nhất tới 20 năm tù liên quan vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo. Mới đây, ông Lê Thành Mỹ, Bí thư huyện ủy Nhân Trạch cho biết, sau khi báo chí thông tin bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, huyện ủy đã báo cáo sơ bộ cho tỉnh ủy Đồng Nai. Theo ông Lê Thành Mỹ, đầu tuần tới huyện ủy sẽ yêu cầu bà Hương báo cáo diễn tiến toàn bộ sự việc bà bị lừa đảo ra sao. Một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho hay, báo chí thông tin số tiền của chủ tịch huyện bị lừa quá lớn nên Ủy ban Kiểm tra sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Như đã thông tin, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có công nghệ cao để lấy tiền của bà Hương từ nhiều tài khoản với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Các nguồn tin cho hay, số tiền bà Hương bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng. Hiện công an vẫn đang điều tra các dòng tiền trong tài khoản cũng như việc kiểm soát nguồn tiền ở các ngân hàng mà bà Hương đứng tên. Nói về những trường hợp bị lừa như trên, một lãnh đạo cục công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước cho hay, hình thức chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi. Chúng mạo danh các cơ quan nhà nước như thuế, công an rồi đưa ra các tình huống cập nhật, đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử mức độ 2, quyết toán thuế, thậm chí còn nói liên quan đến đường dây mua bán ma túy, lừa đảo để thao túng tâm lý người dân sau đó kẻ lừa đảo dụ người dân truy cập vào đường link mà chúng gửi hoặc cài đặt các ứng dụng đây là những phần mềm có chứa mã độc có thể chiếm được quyền kiểm soát di động đối với điện thoại có hệ điều hành android lãnh đạo cục công nghệ thông tin giải thích khi chiếm quyền kiểm soát điện thoại nghĩa là kẻ lừa đảo đã đọc được dữ liệu cá nhân đọc tin nhắn chứa mã otp kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân chủ điện thoại không hề nhận được tin nhắn dù đang cầm điện thoại trên tay và khi vào được tài khoản ngân hàng của người khác, kẻ gian chuyển tiền chiếm đoạt tài sản. Trao đổi về việc có thể lấy lại tiền trong trường hợp bắt được thủ phạm hay không, nhiều vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng tiền bị lừa đảo thường khó thu hồi ngay cả khi bắt được thủ phạm. Bởi khi lừa đảo, tiền được kẻ xấu chuyển đi ngay qua nhiều tài khoản hoặc được rửa qua một hệ thống phức tạp bằng cách chuyển đổi thành thẻ cào, tiền kỹ thuật số hoặc nạp vào các tài khoản cá độ chơi game bất hợp pháp do đó khách hàng rất khó có thể yêu cầu ngân hàng đền bù thiệt hại cho các giao dịch được xác thực bởi đầy đủ thông tin đăng nhập và mã otp xác thực và trên cùng thiết bị mà khách hàng đang sử dụng cho các giao dịch bình thường khác chính vì vậy hệ thống ngân hàng xác nhận đây là các giao dịch hợp lệ và đã thực hiện như các giao dịch khác do chủ tài khoản thực hiện đúng theo quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử giữa khách hàng và ngân hàng và lúc này, ngân hàng chỉ có thể phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao, cơ quan công an và điều tra để hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin nhanh nhất và đầy đủ để cơ quan chức năng với đủ thẩm quyền và nguồn lực chuyên ngành nhằm thực hiện các công tác điều tra và xử lý. Ngày 26 tháng 3, công an huyện Thường Tín thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án xảy ra tại thôn Đặng Xá xã Vạn Điểm theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Vạn Điểm, vào khoảng 11 giờ ngày 26 tháng 3, tại một quán bia, người phụ nữ đã bị chồng hờ dùng dao chém nhiều nhát vào lưng và đầu. Thấy vậy, nhiều người vào can ngăn và đưa nạn nhân vào trạm xá cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Sau khi gây án, nghi phạm cũng quyên sinh tại chỗ. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vạn Điểm cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân là mâu thuẫn giữa hai người. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Thường Tín và công an xã Vạn Điểm đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc liên quan đến những án mạng xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Cũng trong ngày 26 tháng 3, nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, viện vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đối với Trần Đăng Phi 29 tuổi, ngụ huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An về tội giết người. Trước đó, trưa ngày 22 tháng 2, tại nhà nghỉ FP ở xã Ea Riêng, huyện Mờ Đờ tỉnh Đắk Lắc, người dân phát hiện Phi và em N, sinh năm 2006, học sinh, ngụ huyện Mờ Đờ nằm bất động trên giường với nhiều vết thương. Người dân đưa cả hai đi cấp cứu nhưng em N đã tử vong. Phi được chuyển đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, vùng Tây Nguyên. Bước đầu, Phi khai nhận, từ cuối năm 2022, giữa Phi và N quen biết qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Sau đó, Phi nhiều lần từ tỉnh Nghệ An vào huyện Mờ để thăm N. Trước Tết Nguyên đán 2024, giữa Phi và N nảy sinh mâu thuẫn tình cảm và chia tay. Ngày 21 tháng 2, Phi đến huyện Mờ thuê phòng tại nhà nghỉ SP để gặp N. Trước khi nhắn tin rủ N đến nhà nghỉ, Phi đã mua hai con dao. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2, N đến nhà nghỉ nói chuyện và nảy sinh mâu thuẫn vì tình cảm. Trong lúc tranh cãi, Phi cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực của N. Tiếp đó, Phi định quyên sinh nhưng không thành công. Sau đó, Phi lấy điện thoại của N báo tin cho bạn thân của em này để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Phi còn khai nhận năm 2016, Phi bị Tòa án Nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội môi giới mại dâm. Năm 2017, Phi tiếp tục bị Tòa án Nhân dân huyện Anh Sơn phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến tháng 6 năm 2021, Phi chấp hành xong hình phạt tù.